Xin chào mọi người, chào mọi người đã kênh channel của mình. Phải nhắn biết mình là một seller bán tay, Facebook của mình là Facebook Buy Gas. Còn không thì các bạn vào cái page của mình, page của mình là page Super Gas. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái page thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào là bạn gửi cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái watch đến từ thương hiệu YSL. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Và đây trên tay mình là cái hộp của thằng Saint Laurent nha mọi người. Thì nó cũng gọi là YSL cũng được hay là yếu sinh lý gì cũng được mọi người ha. Và ở đây nó sẽ có những cái thông số của nó mọi người nè. Đó, các bạn có thể search trên Google nó sẽ ra cái này ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở vào bên trong cho mọi người xem luôn. Thì cái bóc này nó nhỏ nhỏ cũng giống như là cái bóc của cái watch Chanel vậy mọi người. Nhưng mà Chanel thì nó làm kiểu cỏ nhiều hơn. Và đây mình sẽ có một cái bill. Cái bill này thì mình photo ra nha, tại vì mình mua gặp bill á. Ở bên trong sẽ có một cuốn sách nữa, sách của Saint Laurent, một cái gói chống ẩm các bạn có thể bỏ vào trong cái watch nếu mà các bạn không xài nữa nha, một sợi dây là các bạn đeo và một cái dust bag của cái túi này. Và đây thì dust bag của thằng Saint Laurent nè mọi người nè. Thì cái này ấy, mình thấy là cái hãng này nó cũng nổi tiếng, cái giá nó cũng sẽ cao mọi người. Nhưng mà về cái chất liệu mà nó làm cho những cái bóc của mọi người nó làm đơn sơ lắm. Cả cái dust bag luôn mọi người nè. Cái Saint Laurent nè, mình thấy nó in á, nó cũng để lâu nó cũng bị bay màu một xíu nè. Thì cái này mình thấy là Saint Laurent mọi người làm cũng không có kỹ về cái phần phụ kiện của nó quá ha. À, còn Chanel hay những cái khác thì mình thấy làm kỹ hơn á. Rồi. Đây là cái watch của YSL mọi người nè. Thì cái YSL này mọi người, thì những cái túi khác á mọi người, đa số thì mình khi mà mình lấy ra hay mình cầm á, mình đều nghe một cái mùi nó sẽ khác. Nó chỉ có là em thằng Louis Vuitton thôi. Louis Vuitton này cái mùi có là vừa là 10% da thôi, còn lại là đa số là bằng da mà kiểu như là ni lông á mọi người. Thành ra cái mùi nó sẽ khác. Còn cái em này nè, mình hửi nó có một cái mùi. Một cái mùi nó cũng thơm mà nó đối với mình thì mình thấy thơm nha, nhưng mà có thể là nhiều người ta sẽ nghe cái mùi nó sẽ khác. Nó không phải là da giống như là da B hay gì đó của thằng Gucci hay là những cái hãng khác. Thành ra mình thấy nó có một cái mùi rất là đặc biệt. Và cái em này mình đang có là cái em watch size 19cm nha mọi người. Nó sẽ có phiên bản 22cm nữa. 22cm thì nó giống như là một cái túi thôi nha mọi người. Còn cái watch là cái khác nha mọi người. Cái watch thì nó giống như là nó vừa like cái ví mà nó vừa like cái túi luôn. Còn cái túi thì nó sẽ khác nha mọi người. Nó sẽ không thể làm cái ví được. Đó, thì ở mặt trước mọi người này nó sẽ có chữ YSL nè. Thì nên thường mình hay nói là chữ yếu sinh lý mọi người ha. Đó. Và cái da này thì giống như là cái da của thằng da caviar của thằng Chanel vậy mọi người ha. Đó nè, nó có dạng như là hạt nè. Và tất cả đều mọi thứ đều là may rất là đẹp. Đó, nó may cái chỉ nè mọi người nè. Và nó cũng có cái này nó cũng dập dập lên mọi người. Cũng rất là êm mọi người ha. Và mình cầm mình thấy rất là nhẹ luôn. Nó nhẹ hơn cái watch Chanel trước đó mình làm luôn mọi người. Đây cái logo rất là đẹp. Cái logo này sẽ có hai phiên bản là màu bạc và màu silver mọi người và màu gold. Còn những cái màu khác thì như là túi sẽ có màu xanh, màu đỏ, màu trắng gì đó, rất là nhiều màu nha mọi người. Ở mặt sau thì nó cũng chỉ là một cái phần chỉ thôi, nó làm kiểu như này nè, cái này đặc trưng rồi mọi người ha. Nó không có ngăn gì hết. Và đây là cái dạng watch nè. Thành ra là nó sẽ lõm bên trong một xíu và nó cũng sẽ lõm ở dưới luôn mọi người ha. Đó, thành ra là size 19cm thì các bạn có thể đựng được vừa iPhone luôn nha mọi người. Và đây là cái khóa của nó là khóa khóa này là khóa bấm nha mọi người. À, khóa bấm nè. Mình thì lại thích khóa hít hơn. Khóa bấm thì khi các bạn đã đồ vô á, nó nhiều quá, nó phồng ra thì các bạn mới bấm được cái này. Còn không á, thì các bạn phải đè mạnh vô, nó sẽ xẹp xuống một xíu thì nó mới vô được cái khớp của nó mọi người ha. Đây, mở ra nè mọi người thấy không? Ở bên trong nè. Hai bên hông này nó sẽ có một cái móc là các bạn gắn cái dây vào các bạn đeo á. Còn không là các bạn làm như một cái ví cầm tay cũng được đó. Và đây ở bên trong thì sẽ có một cái ngăn lớn nè, ngăn lớn là các bạn đựng điện thoại thì dư sức ha. Và nó có thêm một cái ngăn ngăn phụ đây nè, các bạn đựng một cái giấy tờ gì đó nó dài ra mọi người. Và nó có thêm cho các bạn 6 ngăn thẻ nữa đó, các bạn đựng thẻ nè. Ở bên trong thì mình thấy là ngăn cũng rộng mọi người, các bạn đựng cái điện thoại hoặc là các bạn ăn gian theo một cái ví nhỏ cũng được nữa mọi người. Và ở bên đây này nó sẽ có một cái ngăn nhỏ. Cái ngăn này thì các bạn có thể đựng được những cái đồ gì đó mà nó quan trọng, giấy tờ gì đó quan trọng mà các bạn sợ rớt nè, hay là thẻ gì cũng được luôn ha. Đó, đây nè. Ở bên trong này nó là bằng da nha mọi người. Cái ngăn này là bằng da. Mình thấy ở bên trong của cái thằng YSL này nó đều bằng da hết luôn. Nói chung là nó làm tất cả đều là da hết, chứ nó không có mix giống như là Chanel. Chanel thì nhiều khi là ở ngoài là da nhưng mà bên trong nó là bằng vải hay bằng gì đó thôi. Thì mình thấy cái này cũng được, bằng da thì cũng ok nhưng mà nó sẽ khó bảo quản hơn ha.
thì mình thấy cái size mà size 19 mọi người thì nói chung là nó vừa mọi người à, nó vừa các bạn đeo luôn, thì nó bằng đứa nào mà thích đeo nhỏ nhỏ các bạn mang cái em này là ok. Còn nếu mà size 22 á mọi người thì nói chung là cũng được, và size 22 thật chất thì nó cũng không có to đâu, nhưng mà có một cái là các bạn nào mà thích nhỏ hay là thích gọn này nọ thì các bạn mua 19 cm là ok. Với lại các bạn mua cái em này các bạn đừng điện thoại là vừa. Còn giống như là cái em mà Gucci mà X Mini mọi người, các bạn đựng điện thoại cũng được, nhưng mà đựng cái điện thoại xong là xong luôn, nó không còn đựng thêm được nhiều đồ nữa. Nếu mà các bạn muốn đựng thêm nhiều đồ nữa thì các bạn phải nhét vào thì nó sẽ hơi bị xấu cái form của cái túi. Và đây là cái dây của nó mọi người nè, cái dây của nó thì nó sẽ mít bằng kim loại và dây da mọi người ha. Đó thì nếu mà màu gold thì cái này là màu gold, và cái dây này cũng là cái màu của cái túi luôn mọi người ha. Đó nè, cái dây cái này, cái da này cũng rất là mềm nha mọi người, nó cũng giống như là cái da của cái túi luôn. Và đây là cái khóa của nó mọi người nè, đó rất là nhỏ gọn, nó làm rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ gắn thử cho mọi người xem ha. Và đây mọi người thì khi mình gắn vào mọi người nè, gắn vào nhìn nó sẽ đẹp hơn mọi người ha. À, thì khi cái này mà các bạn làm một cái ví nó sẽ hơi bình thường mọi người, nó không đẹp đâu. Các bạn gắn cái dây vào nè, nó sẽ xinh hơn một xíu nè. Đó các bạn có thể đeo bên hông cũng được, nó cũng sẽ cái dây này mình thấy nó không có dài lắm đó mọi người nè. Các bạn thấy không, mình nam mà mình mang nó còn tới ngay cái phần hông của mình nè. Đó, thành ra các bạn mang nó bình thường thôi. Còn nếu các bạn thích đeo ngắn cũng được luôn, các bạn có thể mít lại. Đó, hoặc là các bạn đeo chéo nè. Đó, đeo chéo thì các bạn đeo như thế nào cũng được mọi người ha. Đó, nhưng mà mình thấy là nó xinh lắm, tại nó có cái dây da nè. Các bạn đeo á mà lỡ mà các bạn có mang nó nặng đồ quá thì nó cũng sẽ không có bị đau cái vai của bạn. Còn nếu nó bằng dây kim loại luôn thì nó sẽ rất là đau nha mọi người. Đó. Nói chung mình thấy là đeo ngắn hay đeo dài gì cũng được, cái em này nó sẽ hợp với những cái bộ đồ giống như là bánh bèo cá tính cũng được luôn. Các bạn mang những cái đồ mà áo form á, các bạn mang thêm quần ngắn này họ, các bạn mang cái em này rất là một cái phụ kiện khối đồ rất là xinh luôn mọi người ha. Đó thì còn các bạn không muốn mà nó mít lại cho nó ngắn hơn một xíu thì các bạn cứ quấn cái dây bên trong lại thì nó sẽ ngắn hơn một xíu ha. Đó là các bạn đeo thôi, nó cũng giống như là một cái gọi là cái mẹo của cái dây mà các bạn đeo mà mọi người ha. Thì cái em này cái giá của nó tầm cũng khoảng 20 mấy triệu thì mình thấy nó cũng ok. Tại vì nếu mà các bạn mua cái dạng như túi mọi người mà da mà da gót á thì nó sẽ mắc hơn, da gót hình như là đến cả 40 mấy 50 mấy triệu cũng có nữa, đó là tùy theo cái size nha mọi người. Còn cái em này là các bạn gót thôi, thành ra cái giá của nó sẽ rẻ hơn, nó tầm khoảng 20 mấy triệu. Thì hiện tại là mình đang có cái em này và cái em màu gold mọi người, đen nhưng mà cái khóa gold, và một cái em màu xanh xanh giống như là xanh lá cây gì mọi người, nhưng mà nó là dạng như nó sửa một xíu, và cái logo của nó là bằng màu gold luôn mọi người. Thì cái giá cũng tầm cỡ như vậy luôn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn gửi inbox cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi watch của YSL này thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm nút chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một tim ở bên TikTok. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.